Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Anh và đội tuyển nữ Colombia. Đây là trận đấu thuộc vòng tứ kết của FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 17:30 ngày 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Và đội tuyển nữ Anh trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp nữ Colombia với mức kèo là một trái. Mức kèo hãy hạ xuống còn 0,75 và tăng 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2 trái, 2,25 và 2,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ, nữ Anh và nữ Colombia cũng đã có một lần gặp nhau. Và lần gặp nhau đó thì đội tuyển nữ Anh đã giành chiến thắng trước nữ Colombia. 5 trận thi đấu gần nhất của nữ Anh thì nữ Anh bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của nữ Colombia thì Colombia thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào nữ Colombia lựa mức kèo được chấp một trái hoặc là 1,25 nha. Vì sao? Mặc dù lần gặp lại nữ Anh ở trận đấu này thì tiếp tục một lần nữa nữ Colombia bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại, xem nữ Colombia đá từ đầu giải đến nay thì mình thấy là so với nữ Anh thì nữ Colombia họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai đó thì các bạn nên lựa mức kèo là nữ Colombia được chấp một trái hoặc là an toàn hơn thì 1,25 đi. Nếu như trận đấu này kết thúc 90 phút chính thức, hai đội có một tỷ số hòa hoặc là nữ Colombia có để thất bại trước nữ Anh với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn nữ Colombia, chúng ta cũng vẫn từ quay kèo đến thắng kèo mà thôi. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa được rất nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời điểm hiện tại, nữ Colombia đang có phong độ tốt và hiệu suất ghi bàn ổn định. Trận đấu này, nữ Colombia họ cũng có được đầy đủ lực lượng tốt nhất để gặp nữ Anh. Thì biết đâu, trận đấu này sẽ là lần đầu tiên cho nữ Colombia đá bại được nữ Anh luôn thì sao? Cho nên trận đấu này, bạn nào tin tưởng mình, ưu tiên chọn nữ Colombia được chấp một trái hoặc là 1,25 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2 trái, 2,25 và 2,5. Thì cái lần gặp nhau gần nhất của hai đội thì cũng đã có 3 bàn được ghi rồi. Thời điểm hiện tại, hai đội đang đạt phong độ cao và hiệu suất cơ bản ổn định. Những cầu thủ trên hàng công của hai đội như bạn cũng rất là bén. Mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng ghi. Dự đoán sẽ là hòa 2 đều hoặc 2-1 như vậy cho nữ Colombia. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đá cửa tài 2 nha. Từ đầu thì có thể là hai đội sẽ thận trọng, có thể là sẽ chưa có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh tài hạ dưới 2 thì vào cũng được. Nếu như trận đấu này mà các bạn không tin tưởng vào nữ Colombia, các bạn ưu tiên đá kèo tài không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 0,75. Vì đó hiệp 1 với lối đá chặt chẽ, thể hình thể lực tốt, phong độ ổn định thì có thể là hiệp 1 nữ Colombia họ cũng sẽ không thua đâu. Thậm chí là hiệp 1 nữ Colombia với là những người có bàn mở tỷ số thì mong các bạn chọn nữ Colombia được chấp nha và đá tài dưới 1. Tới bàn trận đấu chốt kèo là chọn nữ Colombia và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Ưu tiên đánh tài cả trận và hiệp 1 trận đấu này. Chúc anh em may mắn nhé.